Em ơi, hàng thoát dài hơn 2 mét, tổng chiều cao của cây này chắc phải gần gần 4 mét em ạ. Tất cả các cây này đều là một là trong cái bầu vải, hai là trong cái chậu nhựa như này rồi nhá. Cho nên là vận cây là đảm bảo vận chuyển thoải mái. Không phải là cái kiểu cái cây bây giờ bắt đầu mới đánh đất ấy, cho nên là em yên tâm. Đây này, mấy cái cây này rất to rất đẹp. Đấy, trong chậu chậu hết rồi. Không chậu thì cũng là bầu vải. Đấy. Đây trong bầu hết rồi. Cây này thoát cây này phải tầm 1 2 cây này 4 mét. Thoát cũng phải tầm 3 mét. Cây này đẹp này em này. Đấy em xem em ưng cây nào thì báo chị nhá. Chị chụp cho em mấy cái hình, em lấy cây nào thì em lấy. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cái cây tường vi này là hoa màu hồng ạ, thì vui lòng alo ạ, 0977973535 bạn ơi, cảm ơn bạn nhiều ạ.